Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình lại vừa đi mua được một cái bình Cutani. Đây mọi người, bình Cutani. Họa tiết hoa mẫu đơn và một con chim, à mà một đôi chim chỉ. À, đây là cái bình Cutani men dạn mọi người nhé. Để mình nhấc lên cho mọi người xem họa tiết nó đây. Cutani men dạn. Bình này thì họa tiết thì nó ít thôi mọi người ạ. Họa tiết nó không được nhiều. Nhưng mà trên cái cổ bình này mọi người. Đấy, cổ bình này họ cũng vẽ nổi những cái chấm xanh này là họ chấm chấm bút nổi hết lên mọi người nhé. Đây, miệng bình này cũ nhưng mà mình thấy là nó đẹp tương đối đấy mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho mọi người cùng xem mọi người nha. Đây mặt tiền này. Kích thước của miệng của nó là 12,5 mọi người nhé. Chiều cao của nó là 25. Chiều cao 25. Kích thước miệng 12,5, chiều cao 25. Chiều ngang của cái bình này thì mình đo như này cho nó chính xác. Trống ở đây. Nó vào 24 mọi người nhé. Khoảng 24. Còn vòng bụng của nó. Vòng bụng của nó 80 mọi người nhé. Vòng bụng của nó này 80. Đây, chuyện bọc đầy đủ luôn mọi người. Đây nó chỉ là vết bẩn thôi chứ không không bị một lỗi gì đâu mọi người nhé. Đấy, mọi người ai mà muốn mua cái bình này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé. Liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người nhớ vào đấy kết bạn xong muốn mua gì thì mọi người cứ inbox liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Và cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã xem video của mình và mua hàng của mình. Một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Thôi xin chào tất cả mọi người.